Mọi người, mình đã quay trở lại một video mới. Thì đợt vừa rồi mình thi biến mất một tháng mấy luôn, sorry mọi người rất là nhiều. Hôm nay mình thi sẽ quay trở lại một video là mình thi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà mình thi đã cắt tóc mái như thế nào và làm sao cho tóc của mình thi phồng, cũng như là mình thi sẽ chỉ các bạn cách mà mình thi đã bới tóc luôn. Trước khi bắt đầu video này thì mình thi mong là mình thi sẽ có được một like cũng như là một subscribe kênh YouTube của mình thi và follow mình thi ở trên Facebook, Instagram. Bây giờ mình thi sẽ bắt đầu video luôn nha. Đầu tiên mọi người sẽ cần một cái kéo, một cái lược, và nếu như mà có thêm hai cái kẹp mỏ vịt nữa thì càng tốt, nhưng mà không có thì cũng không sao hết. Ok, bây giờ mình Thi sẽ bắt tóc nha. Thì bình thường á mấy anh sẽ lấy tóc ở đây cho mình Thi, thì mình Thi canh nó lật ở ba lóng ngón tay nha mọi người. Đây, cỡ này. Rồi, từ đây đúng không? Mình Thi sẽ bắt xuống thành một hình tam giác. Đây, đó. Đúng ngay cái chùm mà mấy bữa mấy anh cắt cho mình Thi luôn nè. Bắt hình tam giác từ đây xuống dưới đây nha mọi người. Xuống tới đuôi mắt nha. Đây, đuôi mắt. Rồi, sau đó mình Thi sẽ lấy cái lược. Mình Thi sẽ làm cho nó ngay lại nha mọi người. Ok, sau khi mà mình Thi đã chi tóc xong á thì mình Thi sẽ cột tóc đằng sau lên luôn cho nó dễ cắt hơn nha. Bây giờ mình Thi sẽ chia ra làm hai nè mọi người thấy không? Mình chia mái ra làm hai. Ok, thì bây giờ Thi đã chi mái làm hai đúng không? Thi sẽ bắt chéo qua như thế này. Rồi canh ngay cái hàng của mình Thi để mình Thi cắt nha. Đó, bây giờ mình cắt bên này trước. Bây giờ mọi người sẽ lấy cái tay nào mọi người kẹp thẳng tóc ra như thế này nha. Áp qua mặt phía bên này nè. Đó. Đây đây. Đường tới hàng rồi sau đó cắt khúc này. Sau khi mình Thi cắt xong Thi sẽ cắt dọc kéo như thế này để tỉa lại nè. Cho cái phần đuôi nó mỏng bớt. Đây. Ok. Đó. Vẫn còn hơi dài nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ từ từ mình chỉnh lên nha. Bên còn lại cũng làm như vậy luôn nha. Rồi, sẽ căng thật. Nè mọi người thấy không, mình Thi để vô đây. Mọi người nhớ cắt như thế này thì ở phần chính giữa là nó sẽ ngắn và ở ngoài nó sẽ dài hơn nha. Chứ mọi người mà cắt ngang qua là nó sẽ bị cục quá. Đó, mọi người sẽ cắt như thế này nha. Đó, thả xuống là nó sẽ dài, mọi người thấy không? Ừ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu tỉa tỉa lại cho nó đều với bên này nha. Sau khi mà đã có tạm thời như vậy thì sẽ canh lại nè. Mình Thi sẽ bắt hai cái phần chính giữa xuống, chính giữa nè mọi người thấy không? Ở chính giữa nè. Mọi người bắt xuống coi nó có vừa chưa, nó bằng chưa. Đó. Nè mọi người thấy không? Thì bên này nó dài hơn chút xíu. Mình Thi sẽ cắt cho bên này nó ngắn lên bằng cho bên kia luôn nha. Tỉa lại chút xíu nữa thôi. Là ok. Đó, mọi người cứ tỉa gì nè. Thì tóc nó sẽ so le, nó sẽ đẹp hơn nha. Đừng có cắt ngang quá nha mọi người. Tóc thì đã đều hết hai bên rồi nha. Mình sẽ cầm một cái tỉa sơ sơ lại một chút xíu nữa cho cái phần đuôi của nó sẽ được so le, nó sẽ được bay hơn, nó sẽ đẹp hơn nha. Ok, vậy là mình đã cắt mái xong. Nice. Đó, mọi người thấy không? Sau khi mà mình đã cắt mái xong thì sẽ sử dụng một cái lô cuốn như thế này. Bản to to một xíu nha. Rồi mình sẽ cuốn để mái của mình nó sẽ được phồng và vào nếp đẹp hơn. Cuốn lên nha mọi người. Rồi. Ok, thì đây là cách mà mình Thi cắt mái cũng như mình Thi sẽ làm cho mái mình Thi phồng. Thì mấy bạn có thể cuốn lên như thế này, ngồi đợi, hoặc là mấy bạn có thể lấy máy sấy sấy để nó sẽ ra nhanh hơn nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy máy sấy để mình Thi làm nhanh quá trình lên. Ok, bây giờ mình Thi sẽ tháo xuống cho mọi người xem thử nha. Đây. Đây. Rất là đơn giản luôn mọi người. Đó, mọi người thấy không? Mái mà khi mà mình Thi cắt xong á nè, nó đổ xuống rất là đẹp, mọi người thấy không?
mọi người quan trọng là cái phần tỉa, cái ngay cái đuôi á, mọi người phải cần cắt kéo mà kiểu như là cắt chữ T giống như mình hay để gì nào đó, mọi người sẽ cắt so le để cho cái phần đuôi nó sẽ mỏng hơn cái phần trên đó mọi người, nó đổ xuống rất là đẹp. Ok, thì nãy giờ mình đã chia sẻ hết tất cả những cái kinh nghiệm cắt tóc mái của mình cho mọi người rồi. Thứ nhất là mọi người sẽ kẹp tóc như thế này, xong rồi kéo phía bên đây cắt như vậy nào đó, vậy xong rồi để thẳng lên xong rồi cắt, xong rồi mọi người sẽ đo lại. Thì thường thường mà cái phần tóc ở chính giữa mà nó nằm ở ngay cái phần môi dưới là nó sẽ là chiều dài đẹp nhất của cái máy bay đó. Thì mọi người cứ từ từ mọi người cắt, mọi người sẽ tỉa lên từ từ thôi, đừng có cắt lố nhanh quá nha, cứ cắt từ từ lên nha, để có gì mình còn chỉnh sửa lại được nữa. Nếu như mà dừng video ở đây thì có vẻ là video nó sẽ hơi ngắn, cho nên thì sẽ hướng dẫn mấy bạn cách mà Quỳnh Thi hay kẹp tóc hay cuốn tóc lên đó, giống như là video này. Đây, Quỳnh Thi sẽ để link những cái kẹp này Quỳnh Thi mua trên Shopee cho mọi người luôn nha. Thì mấy cái kẹp này Quỳnh Thi mua hình như có 9-10 ngàn một cái gì mà nó rất là chắc luôn, và cái kiểu nó cũng rất là đẹp nữa, mọi người thấy không đó, cái máy đẹp quá. Cái máy đẹp thực sự. Nice. Rồi, ok, rất là đơn giản. Đầu tiên thì mọi người sẽ quế tóc lên cao cao một chút xíu nha. Kéo lên nha mọi người, kéo gì nào, kéo cho nó phồng lên chứ đừng có vuốt nó sát vô nha. Đó. Rồi đây, cô thì sẽ vuốt tóc cho nó lên như thế này. Xong rồi lấy 10 ngón tay nè cào vô da đầu của mình nha, vuốt lên gì nào. Đó, kéo nó lên. Và tóc nó sẽ như thế này nè mọi người thấy không? Đó. Đây. Sau khi mà nó nằm ở trên gần đỉnh đầu thôi nha mọi người, thì mọi người sẽ bắt đầu lấy cái tóc này như thế này, quấn nè, quấn nè, đó, quấn nè, để vô đây. Quỳnh Thi quấn cao như vậy á là tại vì Quỳnh Thi muốn nó lòi cái cục búi trên này lên của Quỳnh Thi nè. Đó, xong rồi Thi sẽ kẹp từ bên này nè, kẹp từ bên chỗ quấn qua nha mọi người. Đó, kẹp thiệt là sát, thiệt là chắc vô. Đây. Đó, thì đây là sau khi mình thi kẹp tóc xong mọi người thấy không? Chưa hết nha, từ từ. Thì sau khi mà mình thi kẹp xong thì sẽ kéo phần mái xuống nè. Phần mái hồi nãy mới cắt xong đó mọi người. Rồi kéo hai bên này ra chút xíu. Đây, thì sau khi mà mình thi búi xong thì nó sẽ giống như vậy nha. Đó. Mọi người nhớ là khi mà mọi người bới lên, nó là cái tay mọi người nó lỏng lỏng, nó thơi thơi chút xíu. Xong mọi người sẽ túm tóc lại, rồi mọi người sẽ bắt đầu quấn từ đó. Đừng có siết tóc quá chặt là nó sẽ không có phồng đẹp nha. Sau khi vậy mình thi sẽ bắt đầu nơi nơi tóc mình thi ra chút xíu nè. Kéo ra chút xíu. Rồi kéo mái xuống, phần tóc mai xuống để cho cái mặt của mình nhìn nó sẽ nhỏ hơn nha. Rồi, ok, thì đây cũng là cách mà Quỳnh Thi hay cắt tóc mái cũng như là Quỳnh Thi đã bới tóc như thế nào. Được mọi người hỏi rất là nhiều, thì mong là video này nó sẽ giúp ích cho mọi người nha. Cũng như là chúc mọi người có một sức khỏe thật là tốt qua mùa dịch này. Mọi người đừng quên cho Quỳnh Thi một like cũng như là một subscribe kênh YouTube của Quỳnh Thi. Và đừng quên follow Quỳnh Thi ở trên Facebook, Instagram. Và cảm ơn mọi người một lần nữa, và hẹn mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.